Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Chúng ta biết trong một tam giác vuông thì chúng ta có công thức sin của một góc bất kỳ. Đó là cạnh đối chia cho cạnh huyền. Còn cos là cạnh kề chia cho cạnh huyền. Còn cotang đó chính là cạnh kề chia cho cạnh đối. Như vậy chúng ta sẽ dựa vào cái cục này để chứng minh làm sao cái cục này bằng cái cục này. Bây giờ mình sẽ dựa vào hai giá trị này. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái hình tam giác. Chúng ta biết sin là cạnh đối chia cho cạnh huyền. Như vậy cạnh đối ở đây chính là số 4, cạnh huyền ở đây chính là số 5. Như vậy đây là số 4 nè. Đây số 5 nè. Nhầm, số 5 trên đây. Tuy nhiên, chúng ta lấy cái góc này cộng với góc này có nghĩa là chúng ta sẽ có một góc trên tam giác đây. Như vậy mình sẽ có một tam giác vuông nằm trên cạnh huyền này. Mình đặt góc này là góc alpha nha. Còn góc này là góc beta nha. Như vậy, cos ở đây chính là cạnh kề chia cho cạnh huyền. Bây giờ mình phải làm sao chứng minh cái cục này bằng với cái cục này. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta có góc vuông ở đây. Và chúng ta sử dụng phương pháp Pythagore để đi tìm giá trị. Ví dụ mình đặt A đây. B nè, C nè, D nè và E. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm giá trị AB trước. Thì chúng ta sử dụng phương pháp Pythagore thì chúng ta sẽ có căn bậc 2 của 5 bình phương trừ 4 bình phương. Và chúng ta sẽ ra số 3. Như vậy AB sẽ ra số 3. Tuy nhiên, có cotang thì chúng ta có cạnh kề chia cho cạnh đối. Như vậy cạnh kề ở đây chúng ta có số 2. Như vậy mình sẽ vẽ một cái hình ở đây và chúng ta sẽ đặt vị trí này là số 2. Như vậy mình đặt đây là điểm H đi. BH bằng 2. Như vậy AH sẽ bằng số 1. 3 trừ 2 ra 1. Và từ đây mình sẽ kẻ cái đường lên đây. Tuy nhiên mình không biết cái đường này là bằng bao nhiêu. Bây giờ mình phải ngồi đi tính. Thì chúng ta kéo dài lên. Và đường này kéo lên trên. Và chúng ta có góc vuông ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm độ dài của đường FH. Chúng ta biết rằng ở đây có hai góc cộng lại với nhau. Chúng ta biết chỗ này số 2. Như vậy mình sẽ dùng tan alpha cộng với lại beta. Cạnh đối, chúng ta có FH chia cho cạnh kề là BH, chúng ta có số 2. Như vậy chúng ta thấy hai cái cục này vào đây. Thì chúng ta tính ra thì nó sẽ ra số 11. Như vậy cái đoạn này chúng ta ra 11. Và chúng ta biết cotang, mình đặt cái cục này là gamma nha, cạnh kề chia cho cạnh huyền. Và chúng ta ra 2 chia cho 11. Và chúng ta có gamma bằng cotang 2 chia 11. Và đây chính là cách giải.